Ừ, quá ngon. Thêm nữa. Thôi dạ được rồi. Được. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt ở xã Ô Lâm của huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt ở nhà của chú Út đây. Bùi Hồ cùng với chú Út sẽ đi lấy nước thốt nốt. Sáng hôm nay đó thì vào lúc cũng rạng sáng khoảng 6 giờ. Chú Út thì thường đi lấy sớm lắm, nhưng mà có Bùi Hồ lại đây nên chú Út đợi Bùi Hồ cùng đi lấy chung. Nên giờ này cũng hơi trễ, khoảng 6 giờ 15. Dạ con. Dạ. Tên chú B. Dạ con chào chú. Dạ. Đây là nhà của chú đây. Dạ con chào chú. Dạ. Dạ con chào cô. À đây là cái đồ nghề của chú đây hả chú? À, gồm có một cái dao với lại này máng ngang hông. Dạ. Bây giờ thì mình bắt đầu mình chuẩn bị đi hả chú? Dạ. Còn ở trong kia là cái lò nấu đường quá. Dạ. Đây là cái lò của mình. Khi nào thì mình mới nấu chút? Chút mới nấu được. Chút mình lấy về xong mình nấu. Ừ. Dạ. Ừ. Cái này là cái gì chú? Cây sáo. Cây sáo. Ừ. Dạ, mình để vô cái này đây. Để vô ong. Dạ. Để vô cái can này. Ừ. Để mình lấy nước hay gì chú? Để nước vô. Dạ. Lại đi lấy nước này. Dạ. À, khi mà mình lấy nước thốt nốt đó chú. Vậy thì mình đặt cái can này trước ngày hôm trước hay sao? Để nay mình đổ nước ở trên cây á. Dạ, còn cái bình ở trên cây thì mình đã đặt khi nào? Cũng thứ này. Dạ. Đây là những cái bình này chú chờ đặt trước sẵn hay sao? Ừ. Dạ. Này đi leo luôn hả? Dạ. Đi theo bước chân của chú Út. Chú hứng nước là hứng nước là ngày hôm trước hay sao chú Út? Ngày hôm trước là mấy giờ chú hứng? 6 giờ chiều. 6 giờ chiều là chú hứng. Ở đây mình tổng cộng là được bao nhiêu cây chú? 20 cây. Dạ. Cô chú anh chị bây giờ cô chú anh chị nghĩ thốt nốt là mình sẽ lấy nước thốt nốt là từ trái thốt nốt hay là từ bông thốt nốt? Mình bông thốt nốt rồi mình lên trái rồi mình bông nó mình kép ra. Là vậy là mình lấy từ bông thốt nốt ha chú? Ừ. Trước đây thì con cứ nghĩ là trái thốt nốt là mình sẽ lấy từ nước thốt nốt là mình sẽ lấy từ trái thốt nốt. Con nghe nói là cái cây nào mà cây thốt nốt nào mà lấy nước thì không có trái hả chú? Dạ. Để ta đây chai đó. Dạ. Đây là những cây thốt nốt nè. Cây nào mà lấy trái thì không lấy nước. Dạ. Còn cây nào mà lấy nước thì không lấy trái. À đây là cái cây thang chú leo lên. À, chú phải leo lên đó. Ở trên kia có một cái chú đặt sẵn một cái cây tre ở trên đó thì bông thốt nốt ở trên đó thì chú đã cắt cái phần bông nó ra rồi chú hứng những cái can nước để mình lấy nước được của nó. À, đây là cái cảnh sau lưng của nhà chú. Nhà chú thì nhỏ nằm cái nhà tôn nằm nhỏ bên kia. Còn ở trước mặt của nhà chú là một cái núi, cái vách núi. Ở đây thì cái núi này được khai thác đá rất là nhiều nên là nở ra có những cái cục đá ở trên kia nó nổi màu trắng lên. Đó. Nhìn cảnh núi vào buổi sáng thì rất là đẹp cô bác anh chị. Những cây thốt nốt thì nhìn từ xa xa đó thì nó giống như là hình một cái trái tim đó. Và đây là nguyên một cái khu vườn thốt nốt của nhà chú. Mỗi một thùng dây gần đầy thùng không chú? Đầy thùng luôn hả chú? Sau khi lấy xong thì chú sẽ cắt lại và đặt lại hả chú? Dạ. Lấy mỗi ngày luôn. Chú sẽ đặt tại cái bình đó. Sau một thời gian khoảng 5 đến 7 phút thì bây giờ chú bắt đầu từ từ chú leo xuống. Chú leo rất là nhanh nhẹn luôn. Nó đã đầy được mấy thùng rồi chú? À, đầy được 4 thùng luôn rồi đó. Chú này rất là dễ thương. Đây à, 4 thùng đây. Con thấy có mình để cái này vô chi chú? Đừng để cho nước nó không chua. Dạ. Nước nó ngọt. Cái cây đó là cây chú nói cây gì con quên mất tiêu rồi. Sao? Cây sao. Cây sao. Yeah. Chú để cho nước nó không chua. Yeah. Ở trên đó tổng cộng là bao nhiêu thùng ở trên đó mình lấy được 4 thùng nước như thế này? Ở đây mình được 4 bông là 4 thùng. 4 bông là 4 thùng. Ừ. Cái công việc mà lấy nước thốt nốt này hàng ngày lấy hoài luôn không chú? Lấy ngày có một lần à. Ngày lấy một lần. Yeah. Mà mình lấy quanh năm không hay là chỉ lấy năm luôn? Lấy quanh năm luôn. Dạ. Cái mùa nào thì mình sẽ lấy nước nhiều hơn chú? Mùa nắng này nè. Mùa nắng này lấy nước nhiều hơn. Dạ, dạ. Vậy nước thốt nốt nó ngọt là lúc mà mùa nắng hay là mùa mưa? Mùa mưa không ngọt đâu. Mùa mưa không ngọt. Dạ, mùa nắng mình ngọt. Dạ, mùa nắng thì nó mới ngọt. Dạ. Chú có thể cho con uống một tí được không? Được, tới nhà uống. Dạ, bây giờ vô nhà, lát nữa vô nhà mình uống trải nghiệm với nước thốt nốt nguyên chất. Của mình là vàng này. Ừ. Những cái cây này là mình trồng hay là mình lấy chú? Này mướn người ta. Mình mướn người ta. Dạ. Một cây như thế mình mướn là bao nhiêu? Cây này mướn tới 100 một năm. 100 một năm. Một năm vậy chú bán nấu đồ bán đủ không? Hơn nữa. Hơn nữa hả chú? Ừ. Dạ. Chú có trái luôn không? Có mà. Đó, cây kia để trái đó. Cây kia để trái. Dạ. Chú hôm nay chú không thu hoạch trái hả? Không hoạch cho con. Cho con là chắc chai cho anh Trang đó. Dạ. Chai đó, chai của chú không đó. Nhà anh Trang bạn đó. Dạ. Đây nhà. Chú được khoảng 20 cây. Thì hôm nay chú nói thôi lấy bao nhiêu cho quay là được rồi. Bây giờ vô nhà trải nghiệm uống thốt nốt. Chú không có mặc áo hả chú? Leo lên cây không mặc áo. Chú năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi chú? 53. Dạ. Ôi 53 còn khỏe quá. Chú sợ mình đi cực nên chú nói thôi lấy bao nhiêu đây được rồi. Sáng sớm chú đã có lấy chưa? Đã đợi em đó. Dạ. Giờ này lấy gần 5 cây, 6 cây rồi. Dạ, sáng sớm là giờ này lấy 5-6 cây rồi. Đây nhà của chú nè. Đây là những người con của chú. Nhà của những người con chú. Đây là vùng núi nên vùng cao nên thành nữ ra là ít nhà. Dạ chào. Dạ. Đây là dạ. Chưa, em chưa uống thử, bây giờ em mới uống thử nè. Bây giờ mình phải lượt lại hả chú? Mình lượt lại dặn cho mấy cái cặn nữa ra. Sợ kiến cái gì nè. Ở trong này dạ, sợ mấy con kiến này. Rồi. Làm gì mà chắc lớn. Đó, thấy không? Dạ. À dạ, được rồi. Sau đó là mình sẽ uống thử. À, nói anh này cầm cái máy. Anh cầm cái máy cho em với. Cho em uống thử. Dạ. Này là nước đổ đây. Dạ dạ dạ, được rồi. Ừ, canh. Này là nước thốt nốt nguyên chất. Em uống nhiều thôi, nhiều được. Ủa, nó thơm hơn nước thốt nốt ở ngoài chứ. Dạ, cái này chứ đâu nữa. Ngọt hơn nữa. Người ta đáy tay, này cũng hở. Nha. Ừ, quá ngon. Thêm nữa. Thôi dạ, được rồi. Được chơi. Dạ. Còn đây là đường của chú. Đường của chú nấu hả chú hả? Ừ. Bao nhiêu lít nước thốt nốt thì mình sẽ nấu ra được một keo đường như thế này? 30 lít là được 4 kg. 30 lít thì mình được 4 kg. Mình nấu lâu không chú? Mình nấu chừng nửa tiếng á, 50 lít. Mình nấu đó mình gần 3 tiếng gì đó, mình đó gần 200 lít. Dạ. Mình nấu 3 tiếng gần 200 lít. Mà 30 lít thì được 4 kg. Một cái thùng như thế là thùng nhỏ, chú ngoài kia là chú lấy được bao nhiêu lít? Thùng ấy đó, gò gà đó là 5 lít. 5 lít. 5 lít với 3 dạ. lít. Dạ. Con ăn thử miếng. Ừ, ăn cái. Đã nước thốt nốt nó ngọt rồi mà đường thốt nốt nó còn ngọt dữ hơn. Ngọt hơn, thơm á. Thơm hơn nhiều. Dạ, con thích uống nước này, nó ngon quá. Đi lấy một chai về uống đi. Để chai để trong nước đó. Chút dạ. Ngồi chơi chút đi. Dạ. Một chai để một chai dành. Khi nào thì cô mới nấu nước này, cô mới nấu đường này? Để rồi chưa chừng nào đắt rồi mình nấu. Dạ. Bây giờ chưa là 90 giờ đó. Là 9-10 giờ mình mới nấu thôi chứ. 9-10 giờ sáng nay là mình nấu. Bị leo chứ rồi. Uống trà uống gì rồi là bắt đầu leo vào đó. Leo. Chút xíu là leo nữa hả chú? Leo nữa, leo để tới 9 giờ 10 giờ, có khi 10 giờ rồi mình mới nấu. Dạ. Tới khoảng có khi 12 giờ sớm, 1 giờ cũng được có. Dạ. Tại lửa nó cháy nhiều, cháy ít vậy đó. Vậy là chút xíu chú đi đặt nữa. Đặt tới 9-10 giờ mới ổng nấu. Vậy hôm nay có con làm cho chú đặt trễ rồi. Rồi, không sao. Con của chú hả? Cháu của chú hả? Con hai. Dạ. Con của anh bên đây. Dạ. Còn dâu này cũng con dâu. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Nghe tiếng Kinh được không chú? Trời ơi, học lớp 4. Học lớp 3 nữa. Dạ, học lớp 3 nói tiếng Kinh rành rồi. Nó không biết rồi, nên nó mắc cờ nó không nuôi. Lên đẹp mà có gì đâu. Giờ đó giờ lấy thì lo mang lại tôi lại ban cả con nữa đó. Cây thốt nốt này mình có xịt thuốc gì không chú? Không. Quanh năm là không xịt thuốc. Chừng nào tới mua là co bông liền. Dạ, bao nhiêu lâu thì nó sẽ cho trái một lần chú? Mình một năm đi. Dạ. Năm thì ra trái một lần. Và cái bông của nó thì mình lấy được bao nhiêu lần vậy là nó hết nước của bông? Lậu tháng một bông thì gần 3 tháng. Dạ, mình lấy gần 3 tháng. Nó mình đi lấy nước nó mình đi cao chút xíu không bao nhiêu. Dạ. Cắt mặt. À, cái bông nó rất là dài. Dạ, rồi sau đó mình cắt để cho nó chảy nước ra. Mỗi một lần lấy như thế là mình cắt một miếng để cho nó chảy nước ra. Dạ. Bà Út đang chuẩn bị để nấu đường hả bố? Dạ. Bà không biết nữa. Dạ. Bố không gành tiếng Kinh không bố? Không gành tiếng Kinh. Dạ. Ông Út thì gành nói tiếng Kinh nhiều hơn bà Út. Dạ. Cái này là công đoạn này là mình lượt nước hả ông Út? Dạ. Ông Út với bà Út cứ ông Út thì đi lấy nước, rồi sau đó để cho bà Út về lượt nước lại. Bà Út năm nay bao nhiêu rồi ông Út? Chú? Dạ. 58 tuổi. Dạ, 58 tuổi. Con quay cho ốp lên tivi luôn. À, cái công đoạn này là lượt nước để cho những cái con kiến xuống. Dạ, cho nó không có bị xuống này. Ừ. Dạ. Làm nó chất lượng. Dạ, cho nó chất lượng. Mình lúc trước đó vô nước phải cho tiền được 8 triệu. Dạ. Để mình đúc cái lò. Đúc cái lò. Cái này mua hết triệu mấy nữa, lần này. Dạ. Nhà nước hỗ trợ cho mình được 8 triệu để mình đúc cái lò mình sản xuất đường thốt nốt. À, sau khi ấy thì bà Út sẽ phơi cái can ở đằng kia. Đó, phơi cho khô. Dạ. Phơi cho khô rồi mình lầy để lên trên cây. Dạ. Để ngày mai mình lấy nước tiếp tục. Dạ.